Linh mục chính xứ nhà thờ Thái Hà Nguyễn Văn Phượng là kẻ đã cầm đầu nhiều hoạt động liên tiếp trong thời gian gần đây với mưu đồ lợi dụng, kích động giáo dân, lấy cớ đòi đất trái pháp luật, gây rối trật tự trị an, phá hoại mối đại đoàn kết toàn dân. Bản chất sự việc và sự ngoan cố của Nguyễn Văn Phượng còn cho thấy sự chà đạp trắng trợn lên lợi ích to lớn của quê hương tổ quốc. Nguyễn Văn Phượng còn sẵn sàng quay lưng bán rẻ những người thân quen, bằng hữu mà lẽ ra ông ta phải hàm ơn suốt cuộc đời. Ông Mai Quyết Chiến là một người dân đang sinh sống ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa. Ông rất sốt sắng đưa chúng tôi đến ngôi nhà 3 tầng này. Trong trạng thái cực kỳ bức xúc, ông cho biết, trước đây, khi nó chưa được xây dựng mới như bây giờ, ông đã cho Nguyễn Văn Phượng ở nhờ mà không lấy một đồng tiền nào, kể cả chi phí điện nước để trọ học. Những gì có thể tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Phượng, trong bối cảnh ông cũng không dư giả gì, ông Chiến đều đã làm. Thậm chí, nhiều khi còn là sự giúp đỡ như chính người thân trong gia đình. Phượng có nhờ bảo bác giúp quen ai là dạy tiếng Pháp thì bác giúp chúng em. Thế tôi phải lai Nguyễn Văn Phượng này ra tận mãi ở cái chỗ mà ở chỗ bây giờ nó gọi là Hoàng Mai đấy, ở cái sông cái gì đấy, để tìm mãi mới được cái ông giáo quen này để dạy mấy tháng rồi thì tiếng Pháp đấy. Linh mục chính xứ nhà thờ Thái Hà Nguyễn Văn Phượng đã đáp trả những con người ân tình ấy như thế nào? Có thể sử dụng cụm từ vong ơn bội nghĩa để minh chứng cho kẻ bội bạc từ gốc rễ ấy. Cụ thể là khi ông Mai Quyết Chiến muốn đến nhà thờ để gặp linh mục chính xứ Nguyễn Văn Phượng, thì chính ông đã bị người của nhà thờ ngăn cản, hành hung đến sứt sát cả bả vai, phải đi giám định thương tật tại bệnh viện. Chỉ vào để tôi thăm người quen thôi là linh mục Nguyễn Văn Phượng, tôi hỏi các anh có nhà không, thì là hai linh mục này với một linh mục nữ nữa, với bảo là không có nhà, mời ông ra, linh mục Phượng này không có nhà. Thế là họ kéo sách nách tôi và họ ấy run tôi ra rồi họ lăng mạ tôi. Và sau đó thì tôi được là con tôi là mở mạng thì tôi được biết là mạng Chánh Chứa Thái Hà là có vu khống bôi nhọ tôi. Bản chất của một kẻ vong ơn bội nghĩa càng được phát tác trong vai trò linh mục chính xứ nhà thờ Thái Hà. Bởi Nguyễn Văn Phượng sẵn sàng quay lưng và bán rẻ lợi ích chung của tổ quốc mình. Sự xuất hiện của ông ta trong các nhóm người lấy cớ đòi đất sai pháp luật, gây rối trật tự công cộng, cho thấy sự ra mặt thách thức ngang nhiên chống đối chính quyền. Với chính quyền thì chống đối, phá phách. Với bạn bè thì vong ơn bội nghĩa. Liệu ông ta còn đủ tư cách để đứng trên bục giảng đạo? Những giáo dân kính Chúa yêu nước không thể nào chấp nhận một linh mục như vậy.